2 tháng 9 năm nay các bác được nghỉ tận 3 ngày đúng không? Chưa biết làm món gì cùng gia đình thì vào ngay bếp làm món thắng dần cùng với mình nhá. Món này thì mình biết được qua kênh TikTok của bạn JT biết nấu. Đây là một món ăn đặc sản của Hà Giang. Đúng ra thì làm cũng lâu phết đấy. Tại vì phần bột là phải ngâm gạo rồi giã cơ. Nhưng mà yên tâm có ly sẩm lo rồi nha. Đầu tiên là các bạn ngâm đỗ khoảng 2 tiếng rồi đem đi hấp. Đến khi nào đỗ nhừ rồi thì mang đi xay nhuyễn ra. Mình thiên đỗ vào hạt hạt đây mà mình tự lấy tay lén luôn. À đấy, dí mãi mình quên luôn cho đường với cả sữa đặc. Đúng ra thì không có sữa đặc đâu nha, mình cho thêm sữa đặc cho nó thơm ấy mà. Cho thêm một chút dầu ăn vào nữa nha. Rồi sau mình trộn đều đỗ lên, vo thành từng cục cho nó mềm mịn là được. Mình làm tương tự với các viên nhỏ nhỏ nữa nha. Rồi đấy, phần bột thì mình cứ làm từ bột gạo này, cho một chút bột lăng này, khỏi cần phải giã gạo nếp luôn. Và để hưởng ứng ngày 2 tháng 9 thì mình đã sáng tạo lá cờ đỏ sao vàng bằng bột gốc và bột nghệ, vừa tôn vinh mò cò tổ quốc này, vừa kết hợp tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Cái bột gốc mình mua yên tâm không phải phẩm màu nên là vẫn còn thơm mùi gốc lắm. Bây giờ nhìn màu nó nhạt vậy thôi thì mình đun sôi thì màu nó đẹp đúng màu lá cờ luôn. Phần bột mình nhào lặn rồi đập dẹt ra như mình đây này, để nhân vào vo tròn là xong rồi đó. Rồi đây đến đoạn khéo tay đây rồi. Bạn nào mà không có khuôn hình ngôi sao thì cứ vẽ ra giấy đè lên như mình rồi cắt theo là được. Xong ngôi sao rồi thì các bạn lấy cái cục bột ban nãy, rồi khéo léo lấy từng cánh dính vào bánh nha, không thì nó gãy cánh ngay. Xong rồi mình cho vào nước luộc như kiểu luộc bánh trôi á. Bánh nổi rồi mình luộc thêm một phút nữa rồi vớt ra nước lạnh để bánh giữ được độ dai và không dính vào với nhau này. Rồi xong hai chiếc bánh cờ đỏ sao vàng, mình tiếp tục làm mấy bánh nhỏ nhỏ xinh xinh bằng lá lết, cũng làm tương tự như bánh màu đỏ nha. Đến cái sự khác biệt của cái bánh này là cái phần nước đường đây này. Mình cho gừng rồi cho đường vàng vào, mình đun sôi lên. Cái nước gừng này bây giờ ngon lắm nha, nó ngọt ngọt mà kiểu cay cay lòng mùi gừng. Đường và nước đã hòa tan với nhau rồi mình chan vào phần bánh. Vậy là đã xong cái món ăn tuyệt vời rồi. Bây giờ mình làm thêm dưa hấu cũng cờ đỏ sao vàng nè. Nước ép dưa hấu cũng có sao vàng luôn. Và ta-da! Công nhận là cái món ăn này làm nhanh thật đấy. Mình làm bánh thắng rèn to tượng trưng cho lá cờ Việt Nam, còn bánh nhỏ màu xanh lá thì tượng trưng cho sự tươi mới của thiên nhiên và hy vọng về tương lai xanh của đất nước. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình chào đón ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nha.